Anh chị ơi, tại vì Jenny không có sắp xếp được thời gian nên chắc từ từ đây trở đi Jenny làm cái livestream buổi tối, bên giờ bên Mỹ là buổi sáng giờ bên miền Nam, thì chắc khoảng 8-9 giờ gì đó. Quý anh chị thấy như vậy có được không? Tại vì buổi sáng thì có rất là nhiều người livestream rồi, nên bây giờ mình dành ra buổi tối đi, tại vì buổi tối không ai livestream nhiều hết, nên Jenny chọn cái giờ này ok ha quý anh chị ha. Jenny, cái cuộc biểu tình vừa qua đó, ngày 14 tháng 2, thì mình có rất là nhiều sơ hở và mình có rất là nhiều sự không đoàn kết của cộng đồng và của người dân bên Việt Nam. Thì hôm nay có một bạn đã gửi vào một cái số ý kiến về cái cuộc biểu tình sắp tới mình nên mình chuẩn bị. Và bây giờ trên này đọc cái bài đó lên một chút xíu, một bài ngắn thôi, do cái bạn đó đề xuất lên cái ý kiến. Thứ nhất là mình biểu tình tuyệt đối ôn hòa, người biểu tình phải mang theo mũ bảo hiểm, để khi bị đàn áp thì đội lên vào đầu và ngồi xuống. Cái thứ hai là khi mặc đồng phục sáng màu để tránh công an, thường phục trà trộn gây rối loạn và kiếm cớ công an ở ngoài để đánh đập người dân. Thứ ba là điểm mạnh nhất của bà con bây giờ chính là Facebook. Tất cả các máy điện thoại có thể livestream nên sạc sẵn thẻ 3G, là thẻ 3G đó quý anh chị, và có pin dự phòng để có thể phát hình liên tục suốt ngày. Mỗi người phát livestream cũng nên có khoảng chừng 50 đến 100 người bao quanh để bảo vệ không cho công an nhảy vào và cướp phá điện thoại đánh đập. Cố gắng tìm cách quay bí mật và phát sóng liên tục. Chính quyền sẽ không có đủ xe phá sóng nên hy vọng các bạn, các Facebook sẽ không bị ngắt quãng. Mỗi nhà thờ cố gắng tập trung ít nhất là hàng ngàn người, rồi cùng đi đến trung tâm các tỉnh lỵ và thành phố lớn trên các cả nước. Bà con ở ngoài nhà thờ nên nhập cuộc đi theo để bảo vệ những giáo dân. Những người già yếu, trẻ nhỏ không tham gia được thì có thể ở nhà gọi điện thoại và nhá máy nhắn tin liên tục vào những số điện thoại di động của các quan chức, các sĩ quan bộ đội, công an, các trụ sở làm việc của chính quyền, làm cho máy điện thoại của họ bị nghẽn mạng, không thể liên lạc được với nhau. Cái ý kiến này hay đó quý anh chị. Những người lớn tuổi và những trẻ nhỏ đó không có thể đi biểu tình được tại vì sợ bị đàn áp á, thì quý anh chị ở nhà tìm cách là phải cố gắng gọi điện thoại để cho làm rối loạn cái mạng của tụi nó, là tụi nó không có liên lạc với nhau được. Thứ sáu là kiều bào nước ngoài cũng nên gọi điện thoại liên tục quấy rối và chia sẻ thông tin trên Facebook. Có thể nói Facebook sẽ quyết định thành công cho cuộc biểu tình. Hoàn toàn khác với Quỳnh Lưu năm 1956 và Thiên An Môn năm 1989. Thứ bảy, điều quan trọng nhất là phải có các cuộc tấn công du kích, đánh bom vào các nhà, sĩ quan, các cán bộ lãnh đạo trước khi cuộc biểu tình nổ ra. Những cuộc tập kích này sẽ làm cho các cấp chỉ huy run sợ khi đưa ra các lệnh đàn áp. Cái điều thứ bảy này trên này nói thấy hơi quan trọng đó, nên trên này đọc lại. Trên này biết là có
Chắc là có chị cũng đã làm rồi, nhưng mà thấy cái này cũng hay đó, nên nên chia sẻ lại một lần nữa. Thì nếu mà tại vì mỗi người có một mỗi cái Facebook có mỗi người follow khác nhau và có mỗi người xem cái video clip khác nhau, giờ khác nhau, nên không có quan trọng là cái tin này có hay chưa, cái tin này đã đọc hay chưa, thì trên này chỉ đọc lại một lần nữa, thì những cái anh bạn bè ở bên đây có thể coi lại một lần nữa. Ví dụ như họ không biết thì họ có thể coi. Hãy cố gắng lên đồng bào ơi, người ta có thể giết 10.000 người dân nhưng không thể giết 1 triệu người dân, 10 triệu người dân, 100 triệu người dân. Nếu không đấu tranh thì chỉ 2 năm nữa thôi, hầu như tất cả người dân Việt Nam sẽ nhiễm độc Formosa, bị ung thư rồi cũng chết hết. Hãy cứu lấy giống nòi của cũng như đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Quý anh chị thấy cái ý kiến này của bạn này có ổn không? Tại vì hồi hôm bữa Jenny có nói cái làm cái ý kiến là làm về cái dáng hình Mao Trạch Đông á, thì có nhiều anh chị cũng vô và comment lại là cái ý kiến nó không có được không có được chuẩn. Bây giờ thì trên này chỉ đưa ra ý kiến thôi, không biết là quý anh chị nghĩ thế nào. Tại vì trên này nghĩ là trong cái tụi cán bộ hay là những cái tụi công an, những tụi mật vụ thì nó sẽ không có dám dán mấy cái hình đó, nên trên này mới đưa ra ý kiến là dán cái hình của thằng Mao Trạch Đông á, là cái thằng mà diệt chủng người dân ở bên nước nước Tàu ở Trung Quốc đó, Trung Cộng đó. Thì nếu mà quý anh chị thấy ý kiến nó chưa được chuẩn thì quý anh chị có thể làm cách khác, như cô chú hay là những cái bác vào inbox trên này nói là có thể các bạn mua những cái vải cột ở trên cổ và cùng màu sắc, mỗi lần mình đi biểu tình thì mình sẽ đổi một màu sắc khác nhau, nhưng mà chỉ có những người trong nhóm á, những người đi biểu tình á, thì mình mới làm những cái dấu hiệu đó. Thì không biết quý anh chị nghĩ sao? Thì trên này không biết là chỉ nhiều bạn nhiều anh chị vào đưa ý kiến như vậy, thì trên này chỉ lên đây để trao đổi thông tin với quý anh chị, thì mình tìm ra một cái cách tốt nhất để mà mình có thể đoàn kết, mình có thể nhận biết nhau, mình tránh cái việc trà trộn của công an vào cái cuộc biểu tình của người dân của chúng ta. Thì mấy cái chú đó thì đưa ra ý kiến là mua mua cái mua mua cái lớp vải lớn, xong mình cắt ra rồi mình đưa cho những người biểu tình, mình cột trên cổ, thì cái đó nó rất lợi, là có lợi là khi mà mình có bị xịt hơi cay hay cái gì đó thì mình lấy cái đó mình rửa mắt, hoặc là mình bị đánh thì mình cần rửa vết thương thì mình lấy cái những cái tấm vải đó ra để mà mình sơ cứu ngay lập tức. Thì trên này không biết là quý anh chị nghĩ sao, thì những cái này là những cái chú bác cô chú hay là trên này không biết ai nữa, nhưng mà trên này thấy inbox cho trên này thì cho ý kiến như vậy, thì trên này lên trao đổi với quý anh chị và hy vọng là cái cuộc biểu tình sắp tới của mình nó được chuẩn bị kỹ càng hơn, nó gọi là có sắp xếp, có tổ chức, có trật tự, rồi mình chỗ tổ chức thành thành những nhóm 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 nhỏ, chứ mình đừng có ào ra đường một một lúc. Nếu mình ào ra một lúc là mình dễ bị đàn áp lắm. Đánh xăng cho các mọi thì lúc mà mình cái cuộc biểu tình sắp tới nó rất là quan trọng quý anh chị. Hiện nay thì quý anh chị thấy đó, có nhiều cuộc đấu tranh, có nhiều người ở bên hải ngoại này đã lên tiếng rồi đó quý anh chị. Ví dụ như ở bên Đan Mạch đã có cô Ngọc Khánh làm trong đài truyền làm trong truyền thông ở bên đó, rồi hôm nay trên thì có share cái clip của anh Nghĩa Trần cũng đã bắt đầu lên tiếng, chứng tỏ là cái công cuộc đấu tranh dân chủ của những cái người Việt bên hải ngoại có một cái tín hiệu mới rất là đáng mừng. Tại quý anh chị đã bắt đầu lắng nghe những người làm những người như 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 là trên này đây, và có nhiều người nữa, Lisa hay là Mã Tiểu Linh hay là Thùy Dương, thì là chúng tôi đã lên tiếng và kêu gọi quý anh chị, nhờ cậy quý anh chị hãy cùng nhau lên tiếng. Thì bây giờ đã có rất là nhiều người bắt đầu nhìn nhìn nhận ra đất nước của mình đang bị càng ngày là càng càng nguy cấp rồi, sắp sửa coi như là đất nước của mình đang rất là lâm nguy.
thì quý anh chị đã không tiếc tiếc thời gian vàng bạc, không không tiếc gọi là ghép dẹp hết cái chuyện gia đình qua một bên, thì quý anh chị đã lên đây để chia sẻ thông tin rồi trao đổi thông tin với quý anh chị, và sẵn đây cho chị gửi lời cảm ơn với quý anh chị rất là nhiều. Ok, cái chuyện biểu tình thì Jenny đã đọc cái một cái số ý kiến nhỏ của quý anh chị và Jenny lên để trao đổi lại. Rồi thêm một phần nữa, có một hôm lâu lắm rồi Jenny quên, không có nói cái chuyện này. Có một anh, Jenny không có biết tên là anh nè, anh gì hết. Thì ảnh có nhờ Jenny vào để nói cái việc mà ký ký tên vô cái việc mà ảnh muốn kêu vận động những cái gọi là những cái trang Facebook, hay là khi mà mình mở lên mình muốn gửi hiện tại đó, ở trong trong cái đó thì nó không có cái lá cờ vàng, lá cờ vàng ba sọc đỏ của mình, nên khi mà mỗi lần mà trên này không biết gọi cái đó là cái gì, nhưng mà khi mỗi lần quý anh chị mở cái mặt cười, trời, trên này không biết diễn tả sao nữa, để trên này mở lên lâu, sorry quý anh chị nha. Nó gọi emoji hay là cái gì đó quý anh chị. Để cho mình mở cái này lên, mở cái chat lên. Ví dụ như là mỗi lần quý anh chị, mỗi lần quý anh chị mở cái này lên á, mỗi lần quý anh chị mở cái này lên nè, không biết quý anh chị có thấy không. Mỗi lần emoji đó, anh chị có thấy cái này là không có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đó quý anh chị. Hiện tại là nó chỉ có cái lá cờ máu của Cộng sản thôi, chứ nó không có lá cờ của mình. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nên anh đó đã nhờ trên thì kêu gọi là quý anh chị vào ký tên dùm cái link của anh đó có gửi. Thì quý anh chị nếu mà được, cái quý anh chị ký tên vô đây để mình có thể để cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vô đây nha quý anh chị. Mình phải ký tên, mình vận động, rồi mình gửi lên quốc hội hay cái gì đó. Để mà trên này không biết, không có rành cái này, nhưng mà anh đó có nhờ trên này lên nói giùm để kêu gọi giùm. Nhưng mà trên này lâu lắm rồi không có làm livestream nên không có nói. Hôm nay trên này lên để trên này nhờ quý anh chị vô ký tên giùm. Hiện tại quý anh chị mở cái này ra đó, cái icon làm những cái dấu mà mặt cười hay này nọ đó, quý anh chị trên tất cả iPhone hay là Samsung hay tất cả những phần khác đó, thì quý anh chị sẽ không có thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ quý anh chị. Chỉ có thấy lá cờ Cộng sản thôi. Thì bây giờ anh đó đã đưa ý kiến cho trên này, nhờ trên này làm giùm. Thì nếu mà được đó, quý anh chị làm ơn ký tên giùm, một hồi trên này sẽ để cái link lên đó, quý anh chị vô ký tên giùm nha, rồi mình gửi lên, mình trưng cầu ý kiến của đại biểu quốc hội. Thì nếu mà tất có nhiều người chữ ký, đủ chữ ký thì mình sẽ, cái lá cờ vàng nó sẽ có tất cả ở những cái phone và những cái iPad. Và ở trên tất cả, nói chung là ở nhiều nơi không không thấy cái biểu tượng của lá cờ vàng ba sọc đỏ. Cái đó là vấn đề thứ hai. Và vấn đề thứ ba đó, hiện nay những bạn bè ở bên Việt Nam có inbox cho Jenny nói là không có thể coi được những cái livestream của những anh chị ở bên đây. Thì hôm bữa Jenny đã để cái link download cái Ultrasoft lên rồi. Thì nếu như được thì quý anh chị download trước, quý anh chị download cái phần mềm đó vô. Thì Jenny nghĩ là cái phần mềm đó rất là dễ, quý anh chị download vô xong rồi về gắn vô máy của mình, để mà mình có thể vượt tường lửa và mình coi những cái livestream của quý anh chị bên đây, mình tìm hiểu thông tin thêm. Thì giờ quý anh chị có cần Jenny để cái link đó lên một lần nữa không? Cái đó nó gọi là Ultrasoft đó quý anh chị, download về để mình vượt tường lửa. Còn quý anh chị nào không có muốn nghe nữa thì xin mời đi ra, không có cần phải ở đây để vô làm phá hoại thời gian của người ta, phá hoại cái cuộc livestream của Jenny nha. Mời đi ra giùm nha, nếu không thích thì cứ đi ra đi. Có cái anh này cũng đã để cái link của cái Ultrasoft nè quý anh chị. Nếu được thì quý anh chị vô đây, quý anh chị download về. Đợi Jenny chút nha.
Ok, để trên này đọc cái bài của anh Đặng, gọi là anh kiểu gọi đúng không? Anh Đặng Chí Hùng nè. Thì là anh này có viết nhiều bài rất là hay, mà trên này thấy cái bài này hay nên trên này muốn đọc cho quý anh chị nghe. Cùng với việc đưa Cộng sản Việt Nam ra tòa án, một cuốn phim về Formosa dưới góc nhìn của người dân Việt Nam đang được triển khai thực hiện để người dân thế giới thấy rõ hơn tội ác của Cộng sản Việt Nam với người dân và với môi trường. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng ở đó thì chưa đủ. Rất mong muốn chúng ta có một phong trào thống nhất để vận động giảm đến mức tối đa các nguồn kiều hối, những dòng tiền đầu tư vào Việt Nam từ người Việt Nam cũng như quốc tế vì Cộng sản Việt Nam vi phạm nhân quyền. Song song đó, tôi rất muốn có một tổ chức độc lập theo dõi các sản phẩm của Tân Hiệp Pháp, Formosa và các công ty tư bản đỏ khác để vạch mặt sản phẩm bẩn, kém chất lượng đối với thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Điều này có thể giúp cho việc ngăn chặn tư bản đỏ rửa tiền để làm cho việc để làm những việc có sức nặng đó cần phải có sự đoàn kết. Chỉ có cắt nguồn tiền của Cộng sản Việt Nam thì mới mong có một tương lai tốt đẹp cho Việt Nam. Cái điều này trên này đã nói rất là nhiều lần trong nhiều livestream của mình, không phải là một livestream nữa. Thì quý anh chị thấy đó, hiện tại những cái ca sĩ ở bên hải ngoại này về Việt Nam rất là nhiều. Đặc biệt là hôm bữa trên này có thấy một video clip về ca sĩ Phi Nhung đó, đã quảng cáo nước uống cho Tân Hiệp Phát, một cái sản phẩm vô cùng độc hại đối với người dân Việt Nam. Nhưng mà trên này không hiểu lý do tại sao mà si về Việt Nam và si phạt quảng cáo cái sản phẩm đó, không biết có lợi nhuận gì trong đây mà quảng cáo cái sản phẩm độc hại đưa vào thị trường. Trên này thấy là điều hết sức là vô lý. Và rất là nhiều lần rồi trên này đã kêu gọi là hy vọng Việt Kiều không có nên gửi tiền về Việt Nam nữa. Trên này biết là cái thông tin này cứ nói đi nói lại rất là nhiều lần, nhưng mà tại vì mỗi lần á có rất là nhiều anh chị vào cứ nói cứ là đưa những thông tin cho trên này nói là giống như là tôi đã gửi tiền về Việt Nam, bây giờ tôi mới nhận ra là tôi gửi cho lầm người, và cái người đó là Việt Cộng, rồi cái người đó là Việt Cộng cao cấp, dư luận viên cao cấp. Nên á, trên này phải lên cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần với quý anh chị, sorry quý anh chị là phải nói hoài đi. Tại vì mỗi ngày mỗi người khác nhau lên coi cái livestream, có thể cái livestream khác họ không coi tại vì quá cũ rồi họ không coi, nên bây giờ phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Rồi quý anh chị biết đó, Cộng sản tuyên truyền 42 năm, coi như là miền Nam là 42 năm, nhưng mà ở miền Bắc là còn nhiều hơn 42 năm nữa quý anh chị. Tại vì nó đã ở miền Bắc rất là lâu rồi, nó mới vô, nó cướp miền Nam của mình. Thì đối với người miền Nam là 42 năm, nhưng đối với miền Bắc là rất là lâu rồi. Thì nó đã tuyên truyền lâu như vậy với một cái thời gian ngắn ngủi của những người Việt hải ngoại bên đây, chỉ có vài tháng, vài năm, thì quý anh chị nghĩ cái sự nhắc đi nhắc lại của chúng tôi nó có vô ích không? Cho nên chị nghĩ là nó không có vô ích. Tại vì mình cứ phải tiếp tục mình nói hoài những cái chuyện cũ, mình nói đi nói lại, mình nhắc đi nhắc lại hoài, để mà những người khác, những người sau họ vô, họ không có coi được những cái clip đó, thì họ có thể coi cái clip này và họ tiếp tục họ theo dõi. Thì mình không, mình phải gọi là mình phải nhắc đi nhắc lại nhiều lần để mà mình giống như là mình dùng cái chiêu của nó để mà mình đập nó. Thì Cộng sản nó cũng nhiều khi nó cũng dùng cái chiêu của mình để nó đập mình, thì bây giờ mình cũng phải làm giống như nó vậy. Cho nên nghĩ là mình cứ lên mình nói hoài, mình tiếp tục nói nó đến khi nào mà tất cả người dân trong nước họ đứng dậy, họ giành lại cái quyền của họ đó, thì mình mới tiếp mình ngưng thôi. Chứ bây giờ hỏi quý anh chị nè, chỉ có nhiêu đó, ngày nào nói lịch sử. Mỗi người thì có người nói lịch sử, có anh Huy thì phân tích rõ ràng, chi tiết, rồi có những người thì nói về cái mảng khác, mỗi người mình làm một mảng khác nhau, thì có nhiều người nói về cái vấn đề này, có nhiều người nói về vấn đề khác. Thì trên này cứ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề đó, là trên này ở bên đây trên này phản đối cái việc gửi tiền Việt Nam, như là hôm nay trên này thấy đó, là cái clip của Hoàng Thái Hồng. Giờ quý anh chị có thấy không? Nếu mà quý anh chị thấy đó, thì quý anh chị nên kiểm chứng lại cái lời của trên này nói là cái người mà Hoàng Thái Hồng đó, thì quý anh chị kêu gọi trên này là hãy gọi là hãy lên tiếng giùm cho cô ta. Thì bây giờ quý anh chị thấy rồi đó, cô ta đâu có phải là người đấu tranh dân chủ gì đâu.
Trên này chưa có, gọi là chưa có chứng cứ nên trên này không có nói, nhưng mà bây giờ đó đã có chứng cứ hết rồi đó, thì quý anh chị thấy là cái chuyện mà mình nói đó nó có đúng không? Cái chuyện mà mình nói mà trên này nói hôm bữa giờ có đúng hay không? Nói rất là nhiều lần nhưng mà trên chị không thể nào nêu rõ tên của một người nào, tại vì mình làm mình nói một cái gì ra mình cũng phải có bằng chứng, mà trên này chưa có bằng chứng nên trên này chỉ nói chung chung thôi. Còn những người vào đây kêu nói là nói trên này là ủng hộ theo một cái hội đoàn nào thì ủng hộ, chứ đừng có lên mà hồ đồ nói cái chuyện lung tung là những người bên Việt Nam đấu tranh dân chủ. Không phải là đấu tranh dân chủ, trên này không có quơ đũa cá nắm, nhưng mà trên này kêu gọi tất cả những cái anh chị ở bên hải ngoại mình phải có một cái con mắt sáng, mình phải có dùng trí tuệ của mình dùng đầu óc của mình, chứ không phải mình chỉ mở mắt ra mình nhìn cái người đó là giúp người nghèo, mình nhìn cái người đó là đấu tranh dân chủ, cái người đó là cầm cờ vàng, là cái người đó là thực sự là đấu tranh dân chủ đâu quý anh chị. Mình phải mở mắt mình ra, mình mở trí tuệ của mình ra, mình mở trí óc của mình ra để mà mình nhận xét người đó có phải là người đấu tranh dân chủ hay không. Và đặc biệt đừng có gửi tiền gì hết. Theo trên thì nghĩ á, nếu như mà quý anh chị muốn gửi, muốn giúp đỡ những người dân Việt Nam á, thì mình sẽ lập ra một cái quỹ. Mà bây giờ trên này đang muốn hỏi ý kiến của quý anh chị là bây giờ á, trên này sẽ kêu gọi quý anh chị đóng góp trước cái ngày ngày 5 tháng 3 là cái ngày biểu tình đó, biểu tình lớn của Việt Nam chúng ta, thì trên này đứng ra, trên này sẽ kêu gọi quý anh chị gọi là đóng góp. Nhưng mà cái quỹ này chỉ là mình sẽ đóng góp 1.000 thôi, ví dụ như 2.000 trở 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 xuống thôi, mình không có đóng cho, ví dụ như là cái số tiền đó đến 2.000 thì mình sẽ đóng cái quỹ đó lại, và mình sẽ không có tiếp nhận sự đóng góp của quý anh chị nữa. Và khi mà mình đủ cái số tiền đó, cái quỹ đó, thì trên này sẽ gửi ý kiến lại cho quý anh chị là bây giờ quý anh chị thấy là người nào có thể mình gửi cho đối tượng nào là hợp lý, và mình gửi vào thời gian nào là hợp lý, thì đó cái đó là sự quyết định của quý anh chị, chứ không phải là chỉ một mình trên này quyết định là muốn gửi cho ai và gửi cho đối tượng nào. Thì trên này không biết là ý kiến của quý anh chị như thế nào, trên này chỉ đưa ra, tại vì thật sự ở bên bên Mỹ á, là mình mà gửi tiền qua một cái nước Na Uy hay là một cái nước nào khác, cho ông nào khác đó, thì cái phí nó rất là tốn kém. Rồi hôm bữa có một một chị cũng vô tha thiết là nhờ trên này kiếm cách để gửi tiền cho anh Hiệp ở bên Na Uy đó, là đã mở ra một cái quỹ và muốn giúp những cái người dân chuẩn bị biểu tình sắp tới nè, một cái thời điểm thích hợp để mà mình gửi tiền về mình giúp đỡ. Thì cho nên nghĩ là cái tiền mà mình gửi đi phí nó nhiều quá và nó rất là khó khăn, nên nó mới muốn kiếm một cái người nào ở bên đây để đứng ra mình lập cái quỹ đó, ở chỉ cho những người ở bên Mỹ thôi, chỉ cho những người ở bên Mỹ mà muốn muốn giúp đỡ người dân Việt Nam, thay vì bây giờ mình muốn cầm cái số tiền đó mình gửi cho một cá nhân đấu tranh dân chủ nào đó, thì mình đừng làm như vậy. Bây giờ mình làm, mình tụ tụ vô một cái quỹ đó, và khi nào mà cần những cái người bên Việt Nam mà đứng dậy đấu tranh á, thật sự mà đứng dậy đấu tranh mà biểu tình á, thì mình gửi vô cái hội đó. Và cái hội đó bây giờ nghĩ tin tưởng nhất là chỉ có những cái người linh mục, những cha xứ và những hội nhà thờ thôi, thì là mình nghĩ là những cái hội đó thì có thể tin tưởng được thôi, còn những cái đấu tranh dân chủ bây giờ hiện tại không có tin tưởng được ai hết. Gửi tiền cho những cha, những linh mục đó, những đức giám mục thì cho nên nghĩ là dễ tin hơn những nhà thờ đó. Còn dân chủ bây giờ cho nên không có tin được người nào hết trơn, người nào lên cũng cũng nói rất là hay, cũng nói rất là giống như là hay là giỏi giải nhưng mà thật sự thì làm thì mình chưa biết, thì cho nên chỉ có đưa lên ý kiến như thế thôi, thì tùy quý anh chị quyết định. Có thể sẽ nói chuyện với chị Mã để chị Mã đứng ra làm cái công chuyện đó cho những anh chị đấu tranh ở bên Mỹ. Và trên này nói lại một lần nữa là mình làm cái này không phải là cái bất cứ hội đoàn nào hết, không làm trong bất cứ hội đoàn nào, mà cái này là chỉ là mình tự tự mình tự làm một mình thôi, chứ không có vô hội đoàn nào hết nha quý anh chị, và muốn có lợi nhuận gì ở trong đây hết thì trên này không. Tùy thôi quý anh chị, trên này chỉ đưa ra ý kiến, còn là sự quyết định là của quý anh chị, trên này không có ép buộc, coi như là mình không có bị điều khiển bởi một cái hội nhóm nào, một cái người nào hết. Cái này là do cái cộng đồng quyết định,
Và nếu mà trước khi muốn làm gì thì Jenny cũng lên hỏi ý kiến của cộng đồng trước. Còn mình không có vô hội đàn thì mình không muốn bị sự điều khiển, dưới sự điều khiển của bất cứ người nào, bất cứ hội đàn nào. Đó là cái ý muốn mà Jenny muốn gửi hôm nay đến quý anh chị. Thì hy vọng quý anh chị cho cái câu trả lời. Tại vì thời gian cũng rất là cận kề rồi đó quý anh chị. Là ngày 5 tháng 3 rồi mà nếu mà mình không có làm gì hết thì rất là nhiều người vô cứ nói là chỉ ngồi nói miệng thôi thì cũng không có giúp được gì. Thay vì bây giờ mình gửi tiền cho từng người thì mình tại sao mình không gộp lại, mình gửi tiền cho một cái quỹ nào đó, rồi cái quỹ đó mình sẽ ra mình gửi cho một cái hội đàn nhà thờ, hoặc là nhóm, hoặc là linh mục, hoặc là những người cha xứ, những đức giám mục. Tại sao mình không làm như vậy quý anh chị? Cái này là chỉ dành cho quý anh chị ở bên Mỹ thôi nha. Thì nếu mà mình gửi qua nhiều nước gửi lại thì nó rất là tốn chi phí. Tại ở mỗi nước, ở mỗi quốc gia là mình có một người mình đứng ra, mình lãnh trách nhiệm đó. Khi mà phản có sự phân biệt của giáo phái nữa. Ok, sự phân biệt giáo phái nữa là không có, cái này là trên này chỉ đưa ra ý kiến thôi. Còn không biết là quý anh chị nghĩ về cái này là tự nhiên mình nghĩ ra thôi, chứ thực sự là cái chuyện mà tiền bạc đó, nó rất là nhức đầu quý anh chị, nó rất là nguy hiểm. Thì không có một người mà bên Mỹ nào muốn những cái số tiền không có rõ từ ở đâu, từ nguồn ở đâu mà gửi vô nhà băng của mình thì nó rất là nguy hiểm, nên không có ai muốn làm hết quý anh chị. Mà thật sự là vậy. Nếu mà quý anh chị ở Mỹ thì quý anh chị cũng biết đó, cái tiền bạc mà ra vô trong nhà băng của mình nó rắc rối lắm. Rồi mình nếu mà nhiều quá thì mình cũng phải đóng thuế này nọ, mình phải khai thuế là tiền ở đâu mình có nữa. Cái vấn đề mà tiền bạc á, mình nói sao đi, tại vì có nhiều anh chị có nhiều ý kiến quá. Bây giờ mình nói tới mới đây là cái vụ mà lấn chiếm lòng đề đường đó quý anh chị. Để mở cái bài mà hôm nay là cái ông phó chủ tịch quận nhất, ông Hải đó, ở phường Bến Nghé thì đang là dẹp việc lấn chiếm lòng đề đường của người dân buôn bán ở xung quanh đó. Thì cái này không biết là cái nguyên nhân gì dẫn đến cái việc mà Việt Cộng đang đưa rất là nhiều người ra để mà dẹp những cái hàng quán, những cái cửa hàng mà lấn chiếm lòng lề đường. Thì quý anh chị có nghĩ là Việt Cộng tử tế đến mức là họ sẽ dọn dẹp cái đó là vì người dân không quý anh chị? Hay là đây cũng là một cái trò bịp bợm, hay là một cái trò nào mị dân để mà kiếm lợi ích từ cái việc này không? Hoặc là họ có thể tạo được cái tiếng, cái như là cái tiếng tốt đối với người dân, rồi họ... Hay là họ đang chuẩn bị, hay kế hoạch này là họ đang chuẩn bị để tạo cái khoảng trống và chuẩn bị đàn áp biểu tình cái ngày 5 tháng 3 tới đây. Và cái thêm cái việc này nữa, nếu mà quý anh chị bị bắt phải dẹp những cái công ty, những cái mua bán ở ngoài lòng lề đường đó, thì là quý anh chị phải trả một cái chi phí nào đó cho tụi nó để mà tụi nó có thể để cho quý anh chị bán tiếp tục. Thì cái này giống như là một cái âm mưu để mà tụi nó kiếm thêm tiền. Nhưng nó mới bắt đầu nó làm trước cái ngày 5 tháng 3 này thì nó cái việc này nó hơi là không có bình thường, phải không quý anh chị? Nó giống như là nó đang dùng những cái chuyện này rồi nó làm những cái chuyện khác lắng xuống, như cái việc mà Formosa xả thải bây giờ nó đang là nóng, thì nó phải kiếm cái chuyện khác để mà nó gây cái sự chú ý của người dân qua một cái việc khác, để cái việc này người ta quên đi, người ta không nhớ, người ta không nhắc nữa, người ta không đi biểu tình nữa, người ta không có đứng dậy chống Formosa nữa. Thì nó có nhiều việc nó làm cho người dân bị sao nhãng quý anh chị. Người dân sẽ nghĩ là
Bây giờ cái chuyện này đang nóng hơn nè, cái chuyện này đang ảnh hưởng đến gia đình của mình nè, nên mình phải phải lo với chuyện này. Còn cái chuyện đằng sau á, cái chuyện mà Formosa thì mình dẹp nó qua bên, nó chưa ảnh hưởng gì tới mình. Nhưng mà thật sự nó đang ảnh hưởng mỗi ngày, nó vẫn đang xả thải mỗi ngày, và nó vẫn đang giết môi trường mỗi ngày, và nó đang làm ô nhiễm nguồn nước mỗi ngày, và cá chết thì vẫn chết mỗi ngày. Còn người dân thì sao? Những người ngư dân thì vẫn là không thể nào đi đánh bắt, không thể nào tiếp tục công việc của mình và tiếp tục đi ra ngoài xuất khẩu lao động. Quý anh chị hiểu cái từ xuất khẩu lao động không quý anh chị? Trời ơi, cái từ đó con người chứ không phải là động vật, không phải là thực vật, không phải là giống như là nó gọi cái từ xuất khẩu. Xuất khẩu là dùng cho cái gì quý anh chị? Là dùng cho những thực vật, bánh kẹo, nước, gạo, trái cây mới gọi là xuất khẩu, phải không quý anh chị? Còn cái này xuất khẩu lao động, nếu nó dùng từ Hoa Mỹ như vậy đó, có mất dạy không? Xuất khẩu lao động là sao? Con người mà phải bị đi xuất khẩu. Con người chứ đâu phải con vật, đâu phải con chó, con mèo, con heo, con gì đâu mà đi xuất khẩu qua nước khác. Mà xuất khẩu tưởng gì, dùng từ xuất khẩu lao động, đâu phải qua bên đó là sung sướng gì đâu, mà đi bên đó làm nô lệ cho người ta, qua bên đó để làm nô lệ cho nước khác, qua bên đó coi như là những người phụ nữ thì bây giờ bán thân đi qua bên đó để mà có thể mưu sinh, để mà có thể kiếm những cái đồng tiền, coi như là những đồng tiền đau xót, hy sinh cả bản thân để mà không, để mà có thể kiếm được nhiều đồng tiền nó gửi về cho người thân ở bên đây. Cho nên nghĩ là cái nó dùng cái từ đó không có, không gọi là không có còn, không còn từ gì để mà nói nữa. Con người mà đi xuất khẩu qua nước khác giống như là mình thì mình là con vật vậy đó, mình là cái thứ gì đó chứ không phải là con người nữa. Quý anh chị có thấy là bao nhiêu năm nay Đảng Cộng sản nó giống như nhồi nhét cho quý anh chị những cái thứ tạp âm gì đâu ở đâu không à? Nên quý anh chị không có nhận biết được, mình không nhận biết được mình là con người, mình bị so sánh, mình cũng như là một con súc vật nào đó vậy thôi quý anh chị. Quý anh chị hãy coi như là mình phải dũng cảm, mình đứng dậy đi, mình đừng có sợ hãi nữa. Bây giờ mình có sợ hãi thì mình cũng chết, tại sao mình muốn đứng dậy? Mình gọi là mình thể hiện cái tiếng nói của mình, mình thể hiện cái quyền con người của mình đi. Chứ bây giờ nó coi mình như là súc vật vậy, chứ nó đâu có coi mình là con người đó quý anh chị. Mỗi lần nghe tới mấy cái từ mà xuất khẩu lao động thì chị không nổi. Nói cho Hoa Mỹ chứ thật sự đâu phải như vậy đâu quý anh chị. Con, đúng rồi đó, anh thì nói là con cộng sản coi con người giống như là một sản phẩm để chúng trao đổi, để mà kiếm lợi ích. Khi mà một khi mà người ta ở những cái đất nước khác, ví dụ như một đất nước Lào, một đất nước Thái Lan, một cái đất nước Ả Rập Xê Út nào đó, những cái nước đó là lúc nào cũng có những cái đại sứ quán ở đó. Mà khi mà những người dân ở bên đó họ đi xuất khẩu lao động, họ gặp vấn đề gì thì họ sẽ liên lạc với đại sứ quán của mình để mà tìm kiếm sự giúp đỡ, tìm kiếm tiếng nói của những cái người ở đó để lên tiếng cho những người bị áp bức bóc lột, bị tra tấn ở bên những nước này. Thì cái đại sứ quán ở bên những cái nước đó, đại sứ quán Việt Nam ở bên những cái nước đó, khi mà người dân của mình bị gặp chuyện thì họ có lên tiếng cho những người đó không quý anh chị? Vì người ta bị chết, hay người ta bị đàn áp, hay người ta bị đánh đập đến chết, thì những cái người đó có lên tiếng cho những người này không? Hay là họ chỉ bỏ mặc khi mà họ gửi những cái tin tức này đến đại sứ quán để cầu cứu sự giúp đỡ, thì những người ở đại sứ quán đó làm cái gì? Những ông đó làm cái gì? Những cái ông đó chỉ biết im lặng thôi, không dám làm gì hết. Chuyện của ở bên Thái Lan thì để Thái Lan công an, cảnh sát Thái Lan giải quyết, chứ còn giờ chúng tôi bên đây chúng tôi không thể giải quyết được. Kể cả một cái đất nước bộ mắt của một đứa mà không dám lên tiếng cho chính người dân của mình, còn hơn cả nó, tụi nó còn hơn cả súc vật nữa quý anh chị. Đảng Cộng sản đó, Đảng Cộng sản là nó khốn nạn như vậy đó. Coi mình không có ra cái gì hết trơn, con người mình không có ra cái gì hết. Con người ta chết ở bên Lào đó, đại nhờ đại sứ quán giúp đỡ lên tiếng giùm. Nó im re, nó không nói gì hết. Nó chỉ nói là cái này là chuyện của bên Lào thì để công an, cảnh sát bên Lào giải quyết. Còn người ta chết thì nó chỉ đưa cái giấy chứng nhận tử rồi xong thôi. Còn những cái gia đình của người ta bị cái gì, người ta không có tiền để coi như là chôn, hay là không có tiền để mua hòm để vô, thì là phải đi quyên góp những người xung quanh ở đó để mà có hòm để mà để những cái người đó vô để mà chôn. Quý anh chị thấy không, tàn nhẫn không?
Quý anh chị ở một cái chỗ đó, quý anh chị thấy được cái hiện tại xã hội của mình đang ở đó, cuộc sống của mình ở đó đang vẫn yên bình. Chứ thật sự đất nước của mình nó đang thay đổi từng ngày một, và nó đang đi xuống. Nó thảm bại lắm, nó đang đi xuống, nó nghèo nàn, nghèo đói ở khắp nơi. Và những người phải đi xuất khẩu lao động ở bên đó, quý anh chị có biết cuộc đời của họ khổ như thế nào không? Chứ như là chết mà không có hòm để chôn nữa quý anh chị. Còn cái tụi mà gọi là đại sứ quán thì nó không thèm giúp đỡ, nó không thèm lên tiếng giùm, nó không quan tâm tới. Xuất khẩu lao động là như vậy đó quý anh chị. Nói một từ cho sang vậy thôi, chứ thật sự những người những cái người mà ở bên đó đó, họ khổ sở, họ bị đàn áp, đánh đập tàn nhẫn như thế nào quý chị. Mà nguyên nhân tại sao họ phải đi ra nước ngoài để họ làm việc mà không có làm việc trên quê hương của mình? Tại vì ai? Cũng chỉ làm đảng Cộng sản thôi, cũng chỉ là 6 triệu đảng viên, 4 triệu đảng viên đảng Cộng sản thôi, cũng chỉ là những công an, những cái thằng mật vụ được gọi là được giáo dục để mà đàn áp người dân, đánh đập người dân, để mà làm cho ngu dân, để mị dân, để che mắt người dân thôi. Chính là đảng Cộng sản thôi. Mà tại sao chúng ta không đứng dậy đi? Chúng ta phải bỏ xứ đi ra một cái nước khác để mà lao động, để mà bị những cái người ở bên đó đánh đập tàn nhẫn như vậy, tra tấn, bắt làm việc. Coi như là một ngày 24 tiếng bắt làm việc 18 tiếng đồng hồ, không cho ăn, không cho ngủ. Làm việc liên tục như vậy, coi như là con chó đó còn chịu không nổi nữa, nói chi con người quý anh chị. Một ngày ở bên nước ngoài người ta làm việc có 8 tiếng thôi quý anh chị. 8 tiếng một ngày. Có thể làm overtime lên thì 12 tiếng một ngày thôi. Nhưng mà cũng phải có giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ. Còn những người này làm bên đó có giờ ăn, giờ ngủ, giờ nghỉ không quý anh chị? Tại ai? Tại cái đảng Cộng sản khốn nạn thôi. Ngư dân, đa số là những người dân miền Trung, họ đi ra nước khác để họ làm việc. Tại vì họ quá nghèo khổ, không có gì để ăn hết. Còn 500 triệu đó, tụi Formosa nó đưa 500 triệu đó rồi. 500 triệu đó bây giờ đi đâu quý anh chị? Không thấy gì hết, không thấy nó đền bù cho người dân. Người dân không có một đồng. Ngư dân không có một đồng, vậy 500 triệu nó đi đâu rồi quý anh chị? Hay là thằng Nguyễn Phú Trọng nó đã lãnh được hết những cái số tiền đó rồi? Những số tiền đã được rửa tiền ra những nước khác rồi. Những số tiền đó nó nằm trọn trong những nhà băng tài khoản của nước khác rồi, được rửa rất là sạch rồi. Nói đến đây là nói tới dân miền Trung, là coi như là đất nước, coi như là cái tỉnh miền Trung của mình, 4 tỉnh miền Trung của mình họ đang xảy ra vấn đề, thì 4 tỉnh đó chịu thiệt hại. Thì chỉ có những người sống ở trong những cái 4 tỉnh miền Trung đó thì gọi là biết cái vấn đề đang xảy ra thôi. Còn miền Nam với miền Bắc thì không có cần quan tâm, tại vì họ nghĩ là họ đang có cuộc sống yên bình, họ không có bị gì hết, nên họ không gọi là không quan tâm tới, không để ý tới, coi như là mặc kệ, vô cảm, chỉ lo cuộc sống của mình thôi. Mình phải thay đổi cái tầm nhìn của người dân Việt Nam. Mình tầm nhìn của người dân Việt Nam không có gọi là không có rộng. Các anh chị có tầm nhìn ngắn ở một cái khu mà mình sinh hoạt thôi. Còn đáng lẽ ra các quý anh chị phải nhìn cái tầm nhìn của mình phải ở tất cả, ở nguyên một cái đất nước Việt Nam mình, chứ không phải là chỉ tầm nhìn ở cái chỗ quý anh chị sinh hoạt, ở chỗ quý anh chị đang ở, cuộc sống của quý anh chị mà thôi. Chứ quý anh chị không biết về gì xung quanh của mình, không biết gì về xã hội ở ngoài nó như thế nào hết. Tại vì biểu tình nó đa số là người dân ở miền Trung biểu tình, còn miền Nam với miền Bắc không ai đi biểu tình hết quý anh chị. Tại sao vậy? Tại vì quý anh chị nghĩ là cái chuyện đó không liên quan tới mình, và không có theo dõi. Làm ơn đi quý anh chị, tắt tivi, gấp cái báo lại Việt Nam lại, dẹp bỏ hết những cái đó, dẹp bỏ hết những cái tivi, dẹp bỏ hết những cái báo đài, những cái báo Tuổi Trẻ, những cái báo công an, những cái báo tờ gì Nhân Dân Việt Nam gì đó, dẹp hết đi. Những cái báo đó nó không có làm cho quý anh chị càng ngày càng mở rộng, mà nó làm cho quý anh chị càng ngày càng thụt lùi. Tại vì những cái báo đó nó tuyên truyền những cái sự dối trá, nó đâu có phải là sự thật. Ở ngoài thế giới đang xảy ra cái gì, đất nước của Việt Nam đang xảy ra cái gì, rồi những cái người bị đánh đập ở Tây Nguyên, rồi miền Trung đang bị vấn đề gì, quý anh chị có biết không? Không, quý anh chị đâu biết. Tại vì quý anh chị chỉ lo ngồi coi những cái sách báo của nó tuyên truyền những cái điều đẹp, những cái điều hay nó vẽ cho quý anh chị, những cái điều quá hay, quá đẹp. Nó không có bị gì hết, nó vẫn yên bình. Dẹp hết mấy cái đó lại đi quý anh chị. Mình cho con của mình lên Internet, ngày nay Facebook rất là phát triển rồi. Ở khắp mọi nơi ai cũng dùng Facebook hết quý anh chị. Hướng con của mình mở Facebook lên, mở lên để coi, để tìm hiểu lịch sử. Tại sao phải tìm hiểu lịch sử? Tại vì lịch sử nó liên quan đến hiện tại và nó liên quan đến tương lai. Nếu không có lịch sử, không có cha ông chúng ta đổ mồ hôi, đổ xương máu, đổ nước mắt ra để dành cái miếng đất
Việt Nam, cái tổ quốc Việt Nam này cho chúng ta, thì chúng ta có ngày hôm nay không? Đừng có nói cái thằng không có thằng Hồ Chí Minh là không có Việt Nam, không có tao, không có mày. Không có thằng Hồ Chí Minh chúng ta vẫn được sinh ra, ba mẹ chúng ta sinh chúng ta ra, chứ đâu phải nó sinh chúng ta ra đâu. Mà tại sao không có nó? Không có nó là không có mình. Xin lỗi quý anh chị nha, cái thời nhà Nguyễn, nhà Lý, những cái người Hai Bà Trưng, bà Chắc, bà Triệu đó, những người đó là những người có công cho quê hương, cho dân tộc. Thì chúng ta tại sao không nói là chúng ta là không có những người đó là không có chúng ta? Tại sao nó, tại sao lúc nào người giới trẻ vẫn được tuyên truyền là không có Hồ Chí Minh là không có chúng ta quý anh chị? Cái điều đó hết sức vô lý. Những người đó, những cái thời trước công nguyên đó, lại có, đã có những người nhà Lý, nhà Trần, nhà Nguyễn rồi. Đáng lẽ quý vị phải nói là không có những người đó, không có những người vị anh hùng đó thì không có chúng ta ngày hôm nay. Chứ không phải là không có Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là tội đồ của dân tộc. Nếu không có Hồ Chí Minh thì đất nước chúng ta đã không bị như ngày hôm nay rồi. Quý anh chị phải nhớ điều đó. Và chính chị phải dạy cho con quý anh chị điều đó. Khuyến khích cho con mình lên Facebook tìm hiểu những anh chị ở bên hải ngoại đưa những cái thông tin gì. Ví dụ như là tiền giả nè, hiện nay tiền giả đang tràn lan ở bên Việt Nam, và do tiền của Trung Quốc nhập qua nó làm giả tiền Việt Nam để làm cho đồng tiền Việt Nam bị mất giá nè quý anh chị. Không đưa những thông tin đó cho con mình để cho nó biết đi, bạn bè xung quanh, những người xung quanh như thế nào quý anh chị, tại sao không đưa những cái thông tin đó cho họ? Tiền giả ở khắp mọi nơi bây giờ nè. Và cái điều quan trọng hơn là hãy kêu gọi những người xung quanh của mình, bạn bè của mình, gia đình của mình, người thân của mình tìm hiểu, tiếp tục tìm hiểu thông tin. Tại vì cái kiến thức nó không có, nó rất là vô hạn, nó mình không có bao giờ mà mình có thể học hết được những kiến thức, và mình phải tự đi tìm hiểu, để mình phải hướng cho con mình đi tìm hiểu luôn. Trong khi mình đang tìm hiểu thì mình cũng phải hướng cho con mình đi tìm hiểu chung với mình. Kiến thức nó vô giá và nó vô hạn, mình phải tự mình đi tìm hiểu. Tại vì á, hiện nay á, những bậc cha mẹ ở bên Việt Nam á, không có hướng cho con mình đi đúng đường, chỉ giao trách nhiệm của bản thân, giống như là trách nhiệm đáng lẽ là của ba mẹ thì mình giao trách nhiệm đó cho xã hội và cho nhà trường. Mà hiện tại á, cái giáo dục của Việt Nam á, bây giờ nó đang càng ngày càng đi xuống. Quý anh chị thấy không, vô chỉ là toàn là nhồi sọ không, mà ngay cả giáo viên cũng không dám lên tiếng sự thật. Con mình nó muốn hỏi cái gì đó chứ giáo viên thì giáo viên cũng không dám lên tiếng nữa, không dám lên tiếng, mặc dù họ có thể biết đó, tại vì họ là những người ở thế hệ trước, những anh chị đã đi trước rất là lâu rồi, có thể họ biết nhưng mà họ không dám nói, tại vì nếu mà nói ra là sẽ bị bắt đó. Bây giờ ngay cả ở trường học mà không được nói sự thật, mình đi mình nói lên sự thật mà mình còn phải gọi là mình van xin, mình nói lên sự thật, mình cái quyền của mình mà còn phải, mình phải đi van xin nó để mà mình có thể nói, mình mới dám nói, thì là một cái xã hội như thế nào, không có tự do gì hết. Chính vì vậy á, mình bị nhồi sọ như vậy, mình biết là con cháu của mình cũng sẽ bị nhồi sọ giống mình đó. Y chang những cái thông tin nó lặp đi lặp lại mấy chục năm hoài, nó cứ nói hoài, nó tuyên truyền Hồ Chí Minh, nó tuyên truyền Đảng Cộng sản Việt Nam, giết Mỹ, giết giặc, giết Pháp, giết Tây, giết Tài, giết Tàu gì đó. Mà sao? Rồi bây giờ sao? Nó vẫn đem con cháu nó đi qua những cái nước này. Tại sao nó không có đem con cháu nó qua những cái nước Trung Cộng đó, những cái nước Cuba này nọ đó, để mà học đi? Tại sao đem qua Mỹ, đem qua những nước tư bản nghĩa chết để làm gì? Còn con của mình phải ngồi ở trong ghế nhà trường thiên đàng xã hội chủ nghĩa để mà học những cái thứ nhồi sọ của nó, để mà học những cái tư tưởng tào lao của nó, để học những cái tư tưởng Mác Lênin của nó mà thế giới quan vô sọt rác. Tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng Đảng, tư tưởng Bác, theo bản theo Bác thì được sáng lạn, tương lai sáng lạn, còn nếu không theo thì coi như là đã đè bẹp mày. What? Một cái xã hội gì nó bị cái như là thế giới nó bị đảo ngược vậy quý anh chị. Nó chửi, nó tuyên truyền là nó ghét Mỹ, nó ghét Tây, nó ghét tư bản vậy chết, mà người ta dãy hoài không chết, thì nó lại đưa con cái nó qua tiếp cận với những cái nền văn minh của nhân loại. Nó đưa con cái nó đi qua để học những cái trường tốt ở bên đây. Còn con mình thì sao? Ngay cả y tế cũng vậy, nó có bị bệnh gì nó cũng chạy chọt đi chữa bệnh ở những nước khác, ở những cái gọi là những cái nước tư bản khác, để được những cái dịch vụ cao cấp. Công khi những người Việt Nam mình thì được hưởng những cái dịch vụ y tế sao?
gọi là tục hậu, những nền kinh tế y tế thì máy móc thì không đủ, gọi là không đủ tiêu chuẩn, không phát triển, còn lương y như từ mẫu thì không có, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, y tá không có ai có trách nhiệm, không có ai có gọi là một cái sự yêu thương, một trái tim đối với người bệnh nhân hết. Còn nói thì nó chạy vào những nước khác nó chữa bệnh hết. So what, quý anh chị thấy không? Sự thật nó rõ rành rành như vậy. Mỗi ngày mình thấy mỗi ngày như vậy, mà quý anh chị vẫn ngồi đó, vẫn im lặng, vẫn cúi đầu, vẫn chấp nhận. Mình vẫn chấp nhận mình đang sống hạnh phúc ở một cái nước thiên đường xã hội chủ nghĩa. Tại vì coi sách báo nhiều quá rồi, coi tivi mỗi ngày quá rồi, rồi coi những đứa ca sĩ, những cái thằng hài kịch, những cái đứa hài kịch, những đứa ca sĩ, để mà quên đi cái hiện trạng của xã hội bây giờ. Một cái hiện trạng nó đang ngày ngày càng đi xuống, một cái xã hội đang càng ngày càng tan nát. Người dân, đời sống của người dân đang đói, đang nghèo, đang khổ. Để các bạn quên đi hết những cái chuyện đó. Mà thực tế thì bây giờ thì cuộc sống của người dân đang như thế nào, quý anh chị có biết không? Nghèo khổ, đói rác ở khắp mọi nơi, ăn xin khắp mọi nơi. Trẻ em không được đi đến trường, không được đi học. Vô trường học có điều kiện, vô trường học thì học được những thứ nhồi sọ thôi. Bởi vậy chúng tôi khuyên là quý anh chị để con quý anh chị nhà, ở nhà để quý anh chị tự dạy, tôi thấy còn hay hơn. Quý anh chị tự dạy nó đi còn hay hơn là quý anh chị đem nó đến trường để học những cái thứ, gọi là những cái thứ tư tưởng tào lao. Cái hay có cái luận điệu của tụi nó đó, tụi dư luận viết đó, hay có cái luận điệu dạy cho con quý anh chị, nhồi sọ cho con quý anh chị. Không có Hồ Chí Minh, sao có mày hôm nay? Trời ơi, mày khùng hả mày? Bộ Chí Minh đẻ mày ra hay sao vậy? Ngu gì nói. Mày mở miệng ra nói là nói câu đó là thấy ngu rồi đó. Cái học làm sao mà mày không biết cái chuyện gì hả? Ba má mày đẻ ra chứ mà bộ ba má mày đẻ ra hay là thằng Hồ Chí Minh đẻ mày ra? Thứ gì mà ngu quá vậy? Như vậy đó, mày cũng ngồi gật đầu im. Không có Hồ Chí Minh, tao thấy đất nước Việt Nam còn đi lên á. Tự nhiên hay đi tốn tiền của ngân khố quốc gia mỗi năm để điều chỉnh, để coi như là giữ gìn cái thây ma của thằng Hồ Chí Minh. Mà cái thằng Hồ Chí Minh nó là cái gì, tội đồ của dân tộc. Nó giết biết bao nhiêu người miền Bắc vì cuộc cải cách ruộng đất thập niên 1950. Đi tìm hiểu đi quý anh chị, dạy cho con cái quý anh chị đi tìm hiểu những cái cuộc cải cách ruộng đất năm 1950. Cái đường lối của Hồ Chí Minh là nó đem y nguyên cái đường lối của Đảng Cộng sản, gọi là quốc tế. Đảng Cộng sản quốc tế đang bành trướng thế lực. That's why nó cần những cái nước nhỏ nhỏ để mà nó gọi là nó bành trướng thế lực của nó ra. Mà Hồ Chí Minh là đem y nguyên cái bản chất của Cộng sản quốc tế đem về để thay đổi cái đất nước Việt Nam từ một cái nước dân chủ đi ra thành một cái nước Cộng sản. Nó là tội đồ của dân tộc chứ đâu phải nó là cái người mà không có nó là nó cứu cả một dân tộc Việt Nam đâu. Quý anh, giải phóng miền Nam Việt Nam, cướp miền Nam Việt Nam của người ta mà nó là giải phóng, khi mà người ta đã có hiệp định Geneva của là không được đi qua để cướp miền Nam, mà nó vẫn tiếp tục nó qua nó cướp miền Nam. Vậy mà gọi là giải phóng miền Nam hay sao? Trong khi một đứa miền Nam của người ta đang là một cái miền rất là hưng thịnh dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa. Đời sống người ta rất là cao, phồn thịnh. Vô đem những cái thứ đồ đá vô, từ miền Bắc đem vô, toàn là những cái thứ đồ đá mà nó không biết cái đó là cái gì nữa. Không biết tủ lạnh là gì, không biết tivi là cái gì nữa. Cộng sản mà trong rừng trong rú ra mà đâu có biết mẹ gì đâu. Bởi mỗi lần mà vô mà chửi cái Đảng Cộng sản Việt Nam là không có thể nào mà chửi hết được, thì nói một ngàn đêm cũng nói không hết nữa quý anh chị. Tại vì cái chuyện nó quá là đương nhiên, ai cũng hiểu hết, mà tại sao người dân Việt Nam không hiểu? Mà tại sao mình biết như vậy rồi mình không dạy cho con cái của mình? Mình không hướng cho con cái của mình mở mang đầu óc ra, mở mang kiến thức ra. Mình cứ tiếp tục im lặng để cho con cái của mình tiếp tục vô ngồi cái nhà trường xã hội chủ nghĩa đó, để nó tiếp tục bị nhồi sọ giống như là thế hệ của mình vậy. Mình tiếp tục để thế hệ sau của mình nó cũng bị nhồi sọ y chang như thế hệ của mình hay sao quý anh chị? Để rồi tương lai của nó đi đến đâu? Tương lai của nó vẫn vẫn là như vậy, vẫn y hệt như mình vậy đó.
Đức Tục Hậu, tại vì Trung Cộng nó sắp qua, nó lấy nước của mình rồi. Một ngày nào đó thì dân Việt Nam của mình cũng giống như là dân Tây Tạng á, Tân Cương bây giờ đó, bị đàn áp đánh đập lôi kéo như vậy đó, đánh đập tàn nhẫn như vậy đó. Các vị có nhớ trận Thiên An Môn nó tàn sát những cái người sinh viên học sinh không? Biết bao nhiêu người chết, đổ máu, tắm máu biết bao nhiêu người không quý chị? Dân của nó, dân Trung Cộng, Trung Quốc, người dân của nó còn giết như vậy thì nói gì đến người dân Việt Nam của mình? Tàn sát, coi như là tàn sát vô kể. Nó không, nó coi như là ngay cả người dân của nó còn không quan tâm. Thì đối với người dân, khi mà người dân Việt Nam nó qua nó cướp được Việt Nam rồi á, thì người dân Việt Nam nó coi là cái gì? Nó coi là con kiến, nó chỉ đạp một cái là văng rồi. Số mạng của người dân Việt Nam của mình là như vậy đó quý anh chị. Rồi mình có nên dạy cho con mình không? Mình có nên khai trí cho con của mình không? Tại sao mình không làm như vậy? Làm nhanh lên đi quý anh chị. 1-2 năm nữa thôi là đất nước của mình tiêu tan rồi. Và bây giờ nó cũng đang tiêu tan hàng ngày rồi đó. Tại vì mình không thấy thôi. Nó dùng nhiều hình thức khác nhau, phương thức khác nhau để mà nó đánh người dân Việt Nam. Tự người dân Việt Nam phải giết người dân Việt Nam với nhau. Mình dùng chính nó, dùng nó lợi dụng cái lòng tham của người dân Việt Nam của mình để giết người dân Việt Nam của mình. Như là đồ độc nè, ăn mỗi ngày nè. Rồi nó đem cái đồ thải của bên nước nó qua nó xả thải bên Việt Nam nè. Để giết tất cả các nguồn hải thủy hải sản bên Việt Nam nè. Nó đánh về kinh tế quý anh chị. Bây giờ không cần đem quân qua đánh nữa. Tại vì nếu đem quân qua đánh giết quá nhiều người thì là giống như là Liên Hiệp Quốc sẽ lên tiếng và tất cả các nước trên thế giới sẽ lên tiếng. Bây giờ nó không dùng chiêu đó nữa. Bây giờ nó dùng chiêu kinh tế nè, nó đánh mình. Và nó lợi dụng lòng tham của người dân Việt Nam, đánh người dân Việt Nam để cho người dân Việt Nam chết từ 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 từ. Tuyệt chủng. Gọi là nó âm mưu bành trướng, xâm lược. Giặc nó xâm lược mình bằng cách là dùng người của mình để giết người của mình. Triệt, đúng rồi, triệt tiêu giống nồi. Mệt quá quý anh chị, uống nước cái. Tại vì chửi hoài quá mệt. Lâu lắm rồi không chửi nên đây lên chửi lại. Bản chất của Cộng sản là độc. Bản chất của Cộng sản là độc tài, tàn trị, tham nhũng. Tụi nó chỉ biết là bán đất đai, bán chủ quyền, bán biển đảo. Bán cái gì cũng có, cái gì cũng bán được hết á. Thất bại về y tế, giáo dục, chính trị, cái gì cũng dở, cái gì cũng tệ hết trơn á. Giỏi nhất là bán để lấy tiền, kiếm lợi ít cho bản thân, cho gia đình chúng nó mà thôi. Bản chất của nó là độc tài đó quý vị, độc ác, nó đi đến đâu là nó giết người đến đó. Bản chất của chung gọi là bản chất của Cộng sản quốc tế, tất cả luôn, tất cả các nước mà cộng sản đều là như vậy á quý anh chị. Mà cái điều này trên này nói rất là nhiều lần rồi, quý anh chị nên chia sẻ với con cái quý anh chị đi, nhất là những anh chị bên Việt Nam đó. Mình dạy cho con của mình để mà mở mang kiến thức đi, mình phải giáo dục giới trẻ của mình. Tại vì giới trẻ của mình bây giờ nó bị hư hết rồi, óc của nó bị gọi là bị nhồi sọ nhiều quá, nó bị hư hết rồi, óc nó không còn là gọi là con người nữa, nó không có biết cái quyền của nó. Một khi á, để trên này tức lắm, mỗi lần mà trên này nói ra với người nhà của mình á, những cái đứa mà bên Việt Nam bạn bè đó, mỗi lần nói về chuyện chính trị là nói trời ơi mày đừng có nói chuyện chính trị nữa, chuyện chính trị đừng có, ta không quan tâm, chuyện chính trị đã có nhà nước và đảng lo rồi. Cái giỏi nhất là tuyên truyền, dối trá, che giấu sự thật. Đúng rồi đó. Đó, mỗi lần mà trên này nói ra là tụi bạn nó nói vậy đó. Tức trời, tức không chịu nổi luôn. Mình ngồi mình nói, mình giải thích tốn nước miếng. Mình ngồi mình nói, mình giải thích cho nó mà nó không nghe. Nó nói là chuyện này có đảng và nhà nước lo rồi. Nó giao cái trách nhiệm, cái quyền công dân nữa cho người khác. Mà trong khi cái người khác là người không có học thức. Cái người tham nhũng, người chỉ biết lợi dụng, bán đất đai, bán biển đảo, bán tài sản nguyên, gọi là tài sản của quốc gia. Mà cái tài sản của đất nước Việt Nam là của ai quý anh chị? Là của quý anh chị đó. Là những người dân Việt Nam đó. Mình có quyền. Mà tại mình giao cái quyền của mình cho tụi nó, để mà tụi nó có quyền tự do tụi nó làm. Quý anh chị hiểu không? Đất nước Việt Nam là của mình. Đúng không? Của người dân Việt Nam đúng không? Không, nó không phải là của trên này. Tại vì trên này đi rồi. Trên này không còn nó nữa. Sorry quý anh chị.
Mình tại sao mình có quyền mình không dám lên tiếng? Tại sao mình không có dùng cái quyền công dân của mình để mà mình giành lại cái quyền đất đai của mình, tài sản ông cha để lại ngàn năm, 4.000 năm văn hiến đâu rồi quý anh chị? Mình có lịch sử 4.000 năm phân văn hiến của đất nước của mình đó, đất nước Việt Nam của mình đó, tuy nó rất là nhỏ. Mình có nguyên cả 6 triệu, gọi là 6 triệu dân Việt, người Việt hải ngoại, người Việt tha hương ở bên đây, đồng lòng hướng về với quý anh chị. Không có gì phải sợ hãi, làm ơn quý anh chị đứng lên. Mình dũng cảm, mình đứng lên quý anh chị. Quý anh chị quá gọi là quá nhu nhược, quá hèn yếu. Ngày nào chúng tôi cũng lên đây ngồi kêu gọi quý anh chị làm ơn đứng dậy đi. Bây giờ Jenny đã đưa ý kiến cho quý anh chị rồi là rất là nhiều người ở bên đây đã làm một cái quỹ để khi quý anh chị đứng dậy là người ta sẽ gửi tiền Việt Nam. Thì chúng tôi, quý anh chị lúc nào cũng nói là chúng tôi chỉ ngồi đây chúng tôi nói thôi, chúng tôi không giúp đỡ gì cho quý anh chị hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng đang là có rất là nhiều người đứng ra để mà gây một cái quỹ. Khi mà quý anh chị đứng dậy thì ở bên đây người ta sẽ gửi về cái tài chánh về để người ta giúp đỡ trong cái khả năng của họ. Quý anh chị thấy không? Tất cả mọi người ở bên đây ai cũng có một cái lòng cho quê hương, cho đất nước, nên chúng tôi mới ngồi đây dành thời gian với quý anh chị. Để kể nếu mà chúng ta muốn thay đổi đất nước á, thì giới trẻ chính là sự thay đổi rất là thiết thực hiện nay. Nên những cái anh chị, những cái thế hệ trước á, mà trên này thiết nghĩ á, là mình đừng có nên để con mình đến trường để học những cái điều dối trá nữa. Vì cái sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam á, bây giờ không có cái gì gọi là cho có lợi, có bổ ích cho con của mình hết. Nên mình ở về nhà mình phải kèm lại cho con mình phải giải thích cho con mình để họ nó biết là cái gì đúng, cái gì sai. Chứ bây giờ cái sự thật và cái sự dối trá nó đang bị đảo lộn. Coi như là cái sự dối trá thì nó thành sự thật, mà cái sự thật thì nó thành sự dối trá. Nên mình nên về nhà mình dành thời gian mình nói chuyện với con mình dạy cho nó lại từ đầu đi quý anh chị. Bây giờ một cái ý thức hệ của giới trẻ hiện giờ đó nó bị đảo lộn hết rồi. Mình cần phải sắp xếp nó lại cho nó đúng, đúng vị trí của nó. Nó không biết Việt Nam Cộng Hòa là gì, nó không biết cờ vàng ba sọc đỏ là gì hết. Trong khi ở bên Mỹ này nè, không hề thấy cờ đỏ sao vàng, chỉ là cờ vàng ba sọc đỏ ở khắp mọi nơi. Quý anh chị có thể để cho nó đặt câu hỏi đó, là tại sao như vậy? Tại sao ở một cái xứ sở tự do mà cái lá cờ gọi là cái lá cờ máu, cờ đỏ sao vàng nó không có được để ở bên Mỹ? Quý anh chị phải chỉ cho nó, phải gọi là phải phải đưa cái thông tin nó ra và để cho nó đặt câu hỏi và nó đi tìm hiểu, nó tự trả lời. Tại sao vậy quý anh chị? Mình chỉ cần đặt câu hỏi cho nó để cho nó tự đi tìm hiểu. Tại sao mà cái đất nước tự do như vậy mà lá cờ đỏ sao vàng lại bị cấm ở hai cái thành phố của Cali? Mà trên đây được biết mới đây đó là thằng Hùng Cửu Long đó, nó đã muốn kiện hai cái thành phố này, tại vì hai cái thành phố này đã treo cái lá cờ đỏ sao vàng, đã cấm cái việc treo lá cờ đỏ sao vàng. Là sao quý anh chị? Nó là ai mà nó có quyền kiện? Nó có phải là công dân Mỹ không mà nó có quyền kiện hai cái thành phố này? Cái chuyện hết sức là tào lao. Cái này là cộng sản đang tuyên truyền dối trá cho người dân ở bên Việt Nam, là nó có quyền lực, nó có thể kiện nước này kiện nước kia, làm chuyện hết sức tào lao. Tôi thách mẹ qua đây kiện đi. Đi qua bên Cali bị đuổi về như là một con chó vậy hết. Dám nói là dám nói là mặc lá cờ áo là áo dài lá cờ đỏ sao vàng, có dám mặc qua không? Đâu dám mặc qua đâu. Cái thằng Hùng Cửu Long ở bên Việt Nam, cái thằng điên đó, Jenny hôm bữa thấy là nó đi qua bên Cali để nó gọi là nó cố tình nó chống phá những cái hoạt động của những người đấu tranh dân chủ ở bên hải ngoại đó. Nó cố tình nó chọc tức những người bên đây mà nó kêu là hòa giải dân tộc. Nếu như mà hòa giải dân tộc á, thì để cho những cái người Việt ở bên hải ngoại này mặc cái lá cờ, mặc cái áo lá cờ vàng ba sọc đỏ về Việt Nam đi, thì cái đó gọi là hòa giải dân tộc. Còn mày đem cái lá cờ máu qua một cái xứ sở gọi là người ta trốn cộng sản, những người Việt tị nạn chính trị ở bên đây, mà mày đem cái lá cờ máu đó qua bên đây mày mặc, mày nghĩ sao gọi là mày nghĩ như vậy là mày gọi là
hòa giải dân tộc. Mày có khùng không vậy? Mày điên thì điên vừa vừa thôi chứ. Mày khùng thì mày khùng, mày đi, mày hết tiền rồi, mày để cho đảng cộng sản nó gọi là lợi dụng mày, nó dùng mày như một con chó gì đó để mày tuyên truyền cho nó. Mày chúng là cũng chỉ là một cái công cụ thôi, mày nên nhớ như vậy. Và 4 triệu đó, 4 triệu đứa đảng viên cả cấp đó, nó cũng dùng tụi bay như là một cái công cụ thôi. Khi mà xong rồi, nó lợi dụng tụi bay xong rồi tôi đá tụi bay. Tụi bay sống chết như thế nào nó không quan tâm đâu. Chứ đừng có ở đó mà cứ lo mà mở miệng ra chửi người này chửi người kia, tuyên truyền dối trá. Tụi bay có biết không? Tụi bay chỉ là công cụ thôi. Lương 5 triệu, 7 triệu một tháng, tụi bay có thể sống được trong đó với lại với cái nỗi đau của người dân không? Tụi bay sống được như vậy sao? Các bạn biết là một ngày nào đó khi tụi bay cũng là người dân Việt Nam, ok, tụi bay cũng là những người dân giống tụi tao thôi. 4 triệu đảng công viên đó, đảng viên đó, tụi bay có dảnh lỗ tai lên nghe không? Sao tụi bay ngu quá vậy? Tao nói tụi bay quá ngu. Tụi bay chỉ được lợi ích bao nhiêu đó thôi. Rồi người dân của tụi bay sống chết như thế mà thế nào tụi bay không khe. Đánh đập. Trong khi đó, những cái ba má của tụi bay sinh ra có muốn nhìn tụi bay là đi đánh đập người dân khi mà người ta đứng dậy nói lên quyền của mình không? Chắc là tao nghĩ ba má của tụi bay cũng buồn lắm, khổ lắm, nhục lắm. Ăn trên đồng gọi là máu, đồng tiền, gọi là máu mủ của dân tộc. Tụi bay ăn cái đồng tiền đó, tụi bay có sống được không? Tụi bay có ăn ngon ngủ yên được không? 4 triệu đảng công viên, đảng viên đảng cộng sản đó ăn ngon ngủ yên rồi mai mốt mới bị tụi nó giống như là diệt. Ngay cả bây giờ nè, trong cái bộ máy chính trị của tụi nó cũng đang đá đấu đá với nhau, thanh trừng lẫn nhau để mà lên chức này lên chức kia. Tụi bay có biết không, một ngày nào đó tụi bay cũng giống như vậy đó. Một ngày nào đó tụi bay cũng bị đấu đá, cũng bị giết như vậy đó. Nếu mà tụi bay không còn được lợi dụng nữa, không còn cái sức mạnh để mà được tụi nó lợi dụng nữa, thì tụi bay cũng đá, tụi nó cũng đá tụi bay như vậy đó. Tụi bay thanh trừng tụi bay như vậy thôi. Giống như thằng Nguyễn, thằng gì mà tên Cự đó, trên này biết thằng tên Cự đó, là bị ông Nguyễn Phú Trọng gọi là đá đít đó. Mà cùng phe với nhau mà nó thanh trừng với nhau đó, quý anh chị thấy không? Nguyễn Kim Cự phải không quý anh chị? Thì một ngày nào đó tụi bay cũng như vậy thôi. Bây giờ khi mà đảng cộng sản nó hết tiền rồi, nó phải kiếm cách mọi cách để mà nó lấy được tài sản lại. Và những người xung quanh nó có tiền bạc là nó bắt đầu nhắm tới. Và đã đưa ra một cái lý do là ok, mày là ăn hối lộ, tham nhũng công trình nào. Nó chỉ cần đưa ra lý do đó và nó bắt tụi bay vô tù và nó tịch thu tài sản hết thôi. Chỉ đó, bây giờ nội bộ của tụi nó thanh trừng với nhau đó. Mày thấy không? Tụi bay cùng một ngày nào đó cũng như vậy đó. Nó cũng thanh trừng tụi bay, nó cũng diệt tụi bay như vậy thôi. Ở đó mà lo đánh đập người dân. Tại sao không quay về với người dân đi? Tụi bay cũng là từng là người dân đó. Tụi bay cũng được bà cha sanh mẹ đẻ ra, cũng được giáo dục đấy. Tại sao tụi bay ác độc dữ vậy, tàn nhẫn với người dân như vậy? Tụi bay là tụi hèn với giặc ác với dân á, tụi bay biết không? Giặc là giặc Trung Quốc đó. Tụi bay hèn lắm, hèn với tụi nó. Là mày chỉ ác độc với người dân, đánh đập người dân thôi. Người ta chỉ biểu tình, người ta chỉ gọi là biểu tình ôn hòa thôi. Mà tụi bay đánh đập người ta như vậy. Tụi bay là đồ hèn lắm, hèn với giặc á. Giặc ở Trung Quốc á, thì không dám đánh. Trung Cộng qua thì không dám đánh. Người dân Việt Nam á, người dân của tụi bay á, đồng bào của tụi bay đó, người thân thiết của tụi bay đó, mà tụi bay đánh đập tàn nhẫn như vậy. Tụi bay có phải còn con người nữa không? Bây giờ công an nó nuôi cộng sản, coi như là cộng sản á, chứ công an á, là nó nuôi côn đồ đó quý anh chị, để mà khi mà biểu tình sắp tới là nó kêu cái tụi đó ra để nó mà đàn áp đánh đập người dân đó. Cộng sản mà bây giờ nó nuôi, coi như là công an mà nó nuôi côn đồ, nó nuôi những tụi giang hồ. Là quý anh chị biết là cái xã hội nó loạn đến cỡ nào rồi. Đứng dậy đấu tranh đi. Trời ơi, làm ơn đứng dậy đấu tranh đi. Bây giờ công an mà nó hợp tác với lại côn đồ, nó nuôi côn đồ, để mà khi đợi một cái cơ hội nào đó người dân đứng dậy biểu tình là nó ra đàn áp đánh đập liền.
là hèn. Thế đó là không độc, không hèn, không phải cộng sản. Bây giờ dân tộc của ta đi về đâu quý anh chị? Dân tộc của chúng ta đang đi về đâu? Nó vô một cái khu vực đen tối, tăm tối rồi đó quý anh chị. Người dân Việt Nam ơi, chúng ta đứng dậy đấu tranh quý anh chị. Nhớ nha quý anh chị, đội nón. Đội nón và mình có cái dấu hiệu nào đó của cái đoàn của mình thì là mình biết là người đó là ai, có phải là công an mật vụ trà trộn vào hay không. Mình phải làm dấu, mình phải chuẩn bị hết quý anh chị. Nói chuyện cũng hồi nãy giờ bao nhiêu lâu rồi quý anh chị. Jenny dừng cái cuộc livestream ở đây nha, tại vì tài nguyên nè, coi như là Jenny gửi cái lời cuối cùng đi, gửi lời cuối cùng đến quý anh chị ở hải ngoại, gọi là những người Việt tha hương ở tất cả khắp các quốc gia. Mình có một cái sự may mắn là mình được định cư ở một cái đất nước, một cái phương trời tự do. Mình có quyền tự do ngôn luận, có như là mình có rất là nhiều quyền ở đây. Thì mình là một cái quê hương thứ hai của mình đó. Mình luôn luôn nhìn về quê hương của mình. Và mình nên gọi là các anh chị, trên thì kêu gọi các anh chị ở tất cả các quốc gia đó, mình cùng nhau mình lên tiếng. Có thể là mình không giỏi cái mảng này thì mình có thể nói mảng khác, không giỏi lịch sử thì mình có thể nói mảng hiện tại. Mình có thể so sánh giữa cái việc giáo dục của Việt Nam và giáo dục ở bên những cái nước cái quý anh chị đang sống. Rồi mình thấy cái cuộc sống của quý anh chị bên đó như thế nào thì mình lên mình chia sẻ, mình trao đổi thông tin với các bạn bè ở bên người, như là ở bên Việt Nam đó quý anh chị. Họ không có được cơ hội, gọi là họ không có được một cơ hội một ngày nào đó để được đi qua một cái đất nước tự do, thì mình đem đến những cái thông tin để cho họ, để mà họ có thể mở mang kiến thức, mở mang trí tuệ của họ ra và họ nhìn xa hơn, họ thấy được cái hiện trạng của xã hội như thế nào. Bây giờ quý anh chị làm ơn, mình cùng nhau mình lên làm livestream. Coi như là mình không thể làm livestream thì mình có thể làm clip mình để lên. Thì cũng rất có, hiện nay có rất là nhiều anh chị đã bắt đầu hưởng ứng cái phong trào đấu tranh dân chủ của những người Việt hải ngoại rồi. Thì quý anh chị hãy, mình hãy đốt họ, giống như là mình lên mình nói để mà mình đốt cái lòng yêu quê hương, mình đốt họ lên, mình làm cho họ, gọi là mình làm cho họ lên, nổi lên, mình nổi dậy, đứng dậy, dám đứng dậy. Thì là cái những người Việt ở hải ngoại đó, những anh chị Việt kiều ở bên đây đó, là một cái sức mạnh rất là phi thường đối với những người Việt ở bên Việt Nam. Quý anh chị là một cái động lực rất là lớn cho những cái giới trẻ và những cái bạn trẻ ở bên Việt Nam. Chính vì vậy mà lúc nào trên này cũng kêu gọi là quý anh chị hãy cùng nhau, mình cùng nhau đoàn kết với nhau, mình cùng nhau mình đứng dậy, mình cùng nhau mình giúp đỡ. Mình có cơ hội hơn mà mình có sự may mắn hơn những người ở bên đó rất là nhiều. Nên mình hãy dùng những cái sự may mắn của mình, cái cơ hội được định cư ở nước khác, mình dùng cái tiếng nói của mình, tại vì mình được tự do thì mình được nói chuyện. Cái đó là cái điểm mạnh nhất của mình. Cái điểm mạnh nhất của những người Việt hải ngoại không phải là tiền bạc, mà cái điểm mạnh nhất của mình là cái tiếng nói của mình. Nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến phong trào đấu tranh ở trong nước. Chính vì vậy mà Jenny kêu gọi quý anh chị hãy cùng nhau mình đứng dậy mình nói, cái tiếng nói của mình nó sẽ vang xa hơn. Ví dụ như hôm nay 30 người, 50 người nói thì ngày hôm sau, tháng sau 100 người, gọi là 100 người, 200 người nói, thì cái tiếng của mình nó sẽ xa hơn và nó vang rộng hơn rất là nhiều. Nên Jenny kêu gọi như vậy, mong là quý anh chị mình cùng nhau mình đứng dậy nha quý anh chị, mình giúp đỡ, mình có cơ hội mình giúp đỡ những anh chị ở bên Việt Nam. Mình phải đốt họ để cho mà họ có một cái sự động lực để họ đứng dậy. Ok, mình sẽ làm cho cái ngọn lửa yêu nước của họ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng gọi là càng tiến xa hơn. Bây giờ họ đang bị lung lay bởi vì sự đàn áp và sự tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Việt Nam là tụi bay không được đứng dậy, nếu mà đứng dậy là tụi bay bắt này nọ. Mình sẽ kêu gọi nhiều người đứng dậy, có thể 10 ngàn người bắt, nhưng mà 1 triệu người nó không thể bắt được mình, mà nó không thể giết được 1 triệu người đó không quý anh chị. Ok, hôm nay Jenny dừng cái cuộc livestream ở đây, tại vì kia trao đổi thông tin với quý anh chị cũng rất là lâu rồi.
để cho quý anh chị chuẩn bị đi ngủ và có một cái buổi làm việc ngày hôm ngày mai. Thì quý anh chị cảm ơn quý anh chị rất là nhiều và hẹn quý anh chị lại ngày mai vào giờ này. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Mình cùng nhau, mình lên tiếng để giúp đỡ, và hiện nay rất là quan trọng, tại vì cái ngày 5 tháng 3 sắp tới rồi đó quý anh chị. Mình cùng nhau mình ráng lên tiếng nha quý anh chị. Bye quý anh chị. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. We'll be right back.